Đi học có nửa buổi, còn nửa buổi thì đi học thêm mà chưa đi chơi bạn bè thì nói hoài nó nghe, về không chịu học bài bọng gì. Mới nghỉ này cả tháng rồi đó. Nỗi lo của phụ huynh khi con chỉ học một buổi ở trường. Trường xây dở dang phải ngưng vì còn chờ giải tỏa. Mở rộng hàng chục ngàn mét vuông, không có học sinh. Một ngôi trường cấp 3 ngưng tuyển sinh chờ giải thể. Bất cập lãng phí trường lớp ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Chỉ còn một tuần nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè xả hơi sau một năm học vất vả. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng kỳ nghỉ hè, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã phải đối mặt với nỗi lo của một năm học mới. Nỗi lo không có trường, không có lớp. Và không chỉ là thiếu cơ sở vật chất, mà còn là câu chuyện của trường lớp được đầu tư nhiều tỷ đồng nhưng lại bị bỏ hoang. Hay thậm chí tệ hại hơn, trường đang hoạt động, học sinh đang học nhưng vẫn bị giải thể. Tôi Thu Hương của Chuyển động 24 giờ. Cha ông vẫn có câu, khổ học, để chỉ việc học hành thành tài làm chủ được kiến thức, con người cần phải bỏ nhiều công sức, chịu nhiều gian khổ và vất vả do áp lực từ các chương trình thi cử. Thế nhưng sự khổ học của học sinh hiện nay không chỉ dừng ở việc dùi mài kinh sử, mà còn là do chạy đôn chạy đáo từ phòng học này sang lớp học kia, từ khung giờ này đến khung giờ khác, cũng chỉ bởi thiếu trường, thiếu lớp. Và điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của các em, mà còn gây ra không ít sự bất tiện cho các bậc phụ huynh khi cha mẹ cũng phải chạy theo những khung giờ học bất hợp lý của con em mình. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, người cha này lại chạy đôn chạy đáo, tất tả về nhà chăm lo cho hai đứa con. Buổi sáng, đứa con nhỏ của anh mới 7 tuổi thường ở nhà một mình. Nó học lớp 27, rồi dắt sáng nó nhà mình với mình coi tình hình. Rồi chiều dắt 12 giờ, dắt giờ đưa nó đi học. Con học theo ca, nhiều gia đình như anh Đỉnh lại rơi vào tình trạng đưa đón con rất vất vả. Hai đứa con học hai buổi khác nhau, mỗi ngày anh phải đi về 4 lần đưa đón con đi học. Tổng cộng anh phải di chuyển 40 km cho quãng đường đưa đón hai đứa con đi học rồi đi làm. Sáng là cứ phải 5 giờ cho con nó dậy để ăn uống hay là đi ăn sáng rồi chở con đi học, 14 đi làm. Có hai con học trường lên 8 này, chị đã học buổi sáng thì phải đưa đi, chiều thì trưa thì con em thì lại phải đưa đi, trưa đón chị về. Quận Tân Phú có tỷ lệ học sinh học bán trú hai buổi thấp nhất toàn thành phố. Hơn 70% học sinh tiểu học không được học bán trú hai buổi. Cũng vì thiếu trường lớp, ngoài việc chia ca, nhiều học sinh còn phải đi học vào ngày thứ bảy. Thầy cô giáo mong phụ huynh chia sẻ khó khăn. Và ngày cuối tuần, dù được nghỉ làm, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải đôn đáo đưa con tới trường. Thì đó cũng là một điều rất là bức xúc của xã hội cũng như là của cha mẹ học sinh khi mà cái ngày nghỉ mà vẫn phải chở con đi học. Nhưng mà tôi cũng mong là bà con và phụ huynh cũng sẽ chia sẻ với những khó khăn này. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là vì ngôi trường này không có quỹ đất riêng và lại trực thuộc trường cao đẳng nghề Lý Tự Trọng. Dù cha mẹ có nỗ lực chạy theo những khung giờ học chéo ngoe của nhà trường, nhưng việc thiếu hẳn giờ lên lớp tất yếu sẽ khiến sự giám sát của nhà trường đối với học sinh cũng hạn chế hơn, thế nên đã có những đứa trẻ lêu lổng rồi bỏ học. Trước thực trạng cơ sở vật chất thiếu thốn đó thì nhiều người cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Tuy nhiên khi mà cơ sở vật chất hoành tráng đầu tư hàng chục tỷ đồng thì đâu là lý do khiến các bậc phụ huynh và học sinh cũng như thầy cô giáo lại không có nơi để dạy và học. Nền nhà sụt lún, vết sửa chữa loang lổ khắp tường, trang thiết bị ngổn ngang, xuống cấp. Sau vài năm bỏ hoang, chờ sửa chữa, ít ai hình dung đây là trường Trần Văn Kiểu, còn gọi là trường tiểu học Phú Định, vốn là niềm tự hào của thầy trò cách đây vài năm. Năm 2004, ngôi trường này được đầu tư xây dựng hơn 20 tỷ đồng, nhưng ngay sau khi đưa vào sử dụng thì đã xuống cấp nghiêm trọng, thầy trò phải chuyển sang trường khác. Hằng ngày gì có mấy học sinh nó nói là ngôi nhà ma gì đó, nó chui vô quá trời luôn. Mấy học sinh cấp 2 ở mấy trường khác nó lợi, nó phá nó. Thấy cũng có khi báo mạng lên
lên báo lên mạng nhiều quá trời thì xuống đập cái được vài tháng cái ngừng. Cái gì làm gì bà cũng được năm mà nó không thấy sửa gì hết. Các cơ quan chức năng cũng vào cuộc nhưng sau 5 năm vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Các đơn vị liên quan, nơi thì đã giải thể hoặc người chịu trách nhiệm đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Đến nay, số phận ngôi trường này vẫn chưa biết giải quyết như thế nào. Chúng tôi cũng tham mưu đề xuất cho Ủy ban quận xin chủ trương đầu tư công cho cái giai đoạn 2, tức là công trình gia cố rồi thì bây giờ là mình phải bảo trì, tức là sơn phết lại, rồi trang thiết bị cho cái trường để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo như đại diện ban quản lý dự án thì cần thêm ít nhất là 16 tỷ đồng để triển khai và phải qua rất nhiều khâu, lập hồ sơ, trình, duyệt với ít nhất là khoảng 12 tháng nữa, trường mới được sửa chữa. Còn đây là ngôi trường tiểu học Âu Cơ ở quận 11. Cũng vì chờ thủ tục giải tỏa nên đã 3 năm nay, thầy trò trường này đã sang học nhờ trong khuôn viên chật chội của trường Nguyễn Thị Nhỏ ở phường Thác. Vì chờ thủ tục sửa chữa và xây trường khá lâu nên tại quận 11 có ít nhất 2 ngôi trường đang trong tình trạng chờ sửa kéo dài. Lãng phí vì được đầu tư xây dựng tiền tỷ nhưng vẫn không đảm bảo chất lượng để cho thầy và trò dạy và học. Và còn lãng phí hơn thế khi có những ngôi trường khang trang bề thế, xây dựng xong đã lâu nhưng lại không có học sinh theo học. Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường An Phú, quận 2. Nằm ở khu vực trung tâm, vị trí đẹp, nhưng xây dựng xong gần 3 năm nay mà chưa có học sinh theo học. Lý do là vì trường đang chờ lớp học sinh của trường tiểu học Nguyễn Hiền nằm ngay sát bên cạnh chuyển cấp lên. Trường quận 2 này thì rất nhiều học sinh từ quận 9 lên học. Và cái trường trung học cơ sở bên cạnh đã 3 năm rồi không có mở cửa được vì không có học sinh. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do khi quy hoạch xây trường chưa dự đoán được tình hình phát triển của dân cư ở địa phương. Có lẽ những nhà làm quy hoạch không nghĩ đến con đường từ khu dân cư đến trường học quá bất tiện. Có trường cấp 2 đây mà người ta cũng rất ngại mà cũng kẹt xe thường à. Vì container cứ nối đuôi nhau băng qua không được luôn á. Trong khi trường phổ thông cơ sở không có học sinh thì tình trạng thiếu trường mầm non tại quận 2 là thực tế diễn ra tại nhiều phường. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do khâu dự đoán khi quy hoạch không tính toán trước tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Từ năm 2010 trở đi cái tốc độ nó rất là nhanh. Khi mà đô thị mới Thủ Thiêm bắt đầu là đẩy nhanh tiến độ thì cái khâu dự báo ban đầu thì đúng là nó có sai lệch với thực tế một chút. Nhưng mà ngay sau đó thì quận 2 cũng có điều chỉnh. Theo quy hoạch đến năm 2020, quận 2 sẽ có thêm 16 trường, trong đó tập trung cho khối mầm non và tiểu học. Thế nhưng trước mắt, phụ huynh quận 2 vẫn phải đối mặt với tình trạng bất cập vì nơi thiếu, nơi thừa. Trường thì có, nhưng chỉ có đường vào trường là không thuận tiện. Và dù là vì lý do gì đi nữa thì việc học của các em cũng bị gián đoạn. Và việc học của các em thì lại không thể gián đoạn được. Điều đáng nói là tình trạng trên không phải là của riêng vài ngôi trường mà chúng ta vừa thấy. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, năm học 2015-2016, số lượng học sinh đã tăng thêm 80.000 học sinh, trong đó cấp tiểu học là tăng 30.000 em. Áp lực về trường lớp bán trú rất lớn. Thế nhưng hiện nay TP.HCM chỉ có 69% học sinh tiểu học được theo học 2 buổi một ngày, trong đó có dưới 50% được học bán trú. Riêng quận Tân Phú thì chỉ có 23% học sinh tiểu học được học bán trú, thấp nhất toàn thành phố. Điều này đồng nghĩa là hơn 70% học sinh tiểu học chỉ đi học một buổi, áp lực trông giữ trẻ đè nặng lên vai phụ huynh. Như chúng ta vừa thấy thì nhu cầu đi học của học sinh là rất lớn và đây là nhu cầu chính đáng và việc tạo điều kiện tốt để các em học tập là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thế nhưng việc học tập ấy lại bị gián đoạn bởi chủ trương giải thể từ cơ quan chức năng. Một ngôi trường đang hoạt động tốt, cơ sở vật chất khang trang, nay bỗng ngừng tuyển sinh để chờ bị xóa sổ. Sau quyết định này là việc học tập của bao nhiêu em nhỏ sẽ bị dừng lại và tương lai nào đang chờ đợi những em học sinh ấy. Câu chuyện của trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng tại quận Tân Bình. Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng là nơi có không ít học sinh thuộc diện nghèo theo học. Nghe tin trường có khả năng sẽ đóng cửa, nhiều học sinh, phụ huynh cảm thấy hụt hẫng. Em con mà nếu mà không được vào trường đó thì chắc em con cũng phải nghỉ học. Vì nhà con điều kiện cũng khó khăn, không đủ.
ba anh em nuôi học thì học phí không đủ để có thể đóng những trường kia. Trường bây giờ là mở thêm thì không có, mà nãy đi đóng trường thì nãy đâu mà trường lớp mà học. Có điều kiện thì học tốt, mà vào trường tốt, mà không có điều kiện thì mình vào tinh cái trường bình thường như vậy. Thì cũng tạo điều kiện cho các em gia đình nghèo để mà học tập. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là vì ngôi trường này không có quỹ đất riêng và lại trực thuộc trường cao đẳng nghề Lý Tự Trọng. Hiện nay, trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng rộng khoảng 1 hecta, nằm trong khuôn viên rộng 5 hecta của trường cao đẳng nghề Lý Tự Trọng. Thầy cô giáo và nhiều phụ huynh, học sinh nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng không được xem xét. Các em có ý kiến rất nhiều về ngôi trường, tại sao lại giải thể trường của chúng con, giữ lại ngôi trường của chúng con, nơi chúng con có thể về. Rồi những cái tâm tư, những cái tình cảm mà học sinh nó gửi gắm vào trong trường. Thực ra là cái kéo dài tới giờ là cũng gần 3 năm rồi chứ đâu phải ít đâu. Bởi vì ai cũng có một trường, ai cũng có trường để học, cũng có kỷ niệm để gắn bó, cũng có cái để nhớ. À, bây giờ tự nhiên tụi con thiệt thòi hơn những bạn học sinh khác ở chỗ sau này có không có trường để về thăm. Khuôn viên diện tích người ta còn nhỏ hơn rất là nhiều, người ta còn làm được. Trong khi ở đây là bao la bát ngát, chỉ xin giữ lại một cái trường để mà miếng đất đây là ở đây một miếng đất của trường này cũng bằng gần như là miếng đất cao đẳng người ta với trung học của Đông Gộp lại nữa. Đó, thì bây giờ đóng cửa làm cái gì? Năm nay trường tiếp tục không được tuyển sinh, nghĩa là ngôi trường này sẽ chính thức đóng cửa. Trong khi quận Tân Bình cần thêm ít nhất 3 trường trung học phổ thông công lập. Quyết định đóng cửa trường là khó có thể thay đổi. Thế nên những giọt nước mắt của cô và trò sẽ chẳng có nghĩa lý gì bởi quyết định đóng cửa trường đã được đưa ra. Người ta vẫn hay nói khi một cánh cửa này khép lại với bạn sẽ có nhiều cánh cửa khác đang mở ra đợi bạn. Vậy chúng ta vẫn hy vọng khi cánh cổng của những ngôi trường trong câu chuyện hôm nay khép lại sẽ có nhiều ngôi trường khác đang mở ra chờ đón các em, những chủ nhân tương lai của đất nước.